Đi mua cá viên chiên nhưng chủ tiệm cứ ngồi lì không thèm bán vì đang bận chơi game. Mới đây, một chàng trai đăng clip trải nghiệm mua cá viên chiên ở Sài Gòn khiến nhiều người không khỏi buồn cười khi xem. Chuyện là thèm cá viên chiên quá nên thanh niên này đã quyết định ghé vào một hàng vỉa hè trên đường Nguyễn Trãi, quận 5 để mà mua. Tưởng sẽ có liền đồ ăn mà mang về nhà, thế nhưng chàng trai phải chờ ông chủ đánh xong trận game thì mới chịu bán. Trong video, người đàn ông trạc tuổi trung niên ngồi dán mắt vào màn hình điện thoại chơi một tựa game cực hot, say mê đến nỗi bảo luôn với người mua, chờ tao đánh xong trận đã. Theo như đoạn chú thích chàng trai kia đăng kèm clip trên TikTok, bình luận về khoảnh khắc hài hước này, dân mạng cho hay, bán vì đam mê thôi chứ tiền bạc gì tầm này. Nhanh trí bảo bác cứ pleo run đi để con tự chiên vậy. Bán cá viên chiên chỉ là nghề tay trái của chú thôi, nghề tay phải là gánh tim. Cho xin cái địa chỉ để hôm nào rảnh qua ăn cá viên chiên ủng hộ, sẵn tiện solo một trận với chú luôn. Hiện video vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều gamer hứa hẹn sẽ tìm đến chú để giao lưu và ủng hộ cá viên chiên để chú được về sớm còn chơi game. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình Bà Phúc để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.